Các bạn làm môi giới bất động sản á, là phải bỏ túi cho mình những cái app mà nó giúp ích cho mình tiết kiệm thời gian. Và đặc biệt các bạn làm bất động sản trong thời đại công nghệ 4.0 nên nắm rõ câu này: không online lấy gì mà nhai. Nhưng mà online thì phải ở trên cái môi trường nào, sử dụng cái app nào, mà không phải mất phí giống như chúng ta thường đăng lên các cái trang như là bất động sản.com.vn rồi alo nhà đất đó, những rồi thì là mua bán.net, chợ tốt.com. Và ngày nay thì nếu chúng ta chọn một cái thị trường ngách, một cái lĩnh vực mà chưa ai biết chúng ta sử dụng thì đó mới là cái tuyệt chiêu. Hôm nay Thanh Hữu xin giới thiệu quý anh chị một cái app rất là hữu ích, khá là mới và tiện lợi, và đặc biệt free, ưu tiên dành cho các bạn môi giới bất động sản. Đó chính là app MGI. Đây, như các bạn nhìn thấy trên màn hình đây, nó rất là dễ sử dụng. Và mỗi lần mà chúng ta đăng bài nó như thế này đó, đăng bài cũng dễ, chỉ trong vòng mấy phút là sẽ được duyệt đó. Thì cái app này được triển khai 2 năm nay, nhưng bây giờ là người ta đang đẩy mạnh cho người dùng. Đặc biệt khi tham gia các cái app này thì chúng ta sẽ được có cái cơ hội tham gia rất là nhiều cái sự kiện, hội thảo miễn phí, vì hiện tại là đang khuyến khích người sử dụng. Cũng như nếu như chúng ta là thành viên và chúng ta giới thiệu người tham gia thì chắc chắn là chúng ta sẽ được thưởng ở trong này nữa. Đó, một trong những cái app mà mình rất là tin dùng đó chính là MGI, như các anh chị thấy trên màn hình đây. Ok, nếu như yêu thương hãy đăng ký follow kênh của Hữu Hôm, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cũng như các anh chị nhiều cái tiện ích, nhiều cái app và nhiều cái tip để cho môi giới bất động sản sử dụng trong thời gian sắp tới. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.